Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Nam Tiến, xã Hà Giang chỉ trồng vài cây mít dai vàng lấy ăn quả. Sau thấy hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị dần thay thế những cây ăn quả khác bằng mít dai vàng. Hiện trong vườn nhà chị có khoảng 60 cây mít, trong đó 50 cây có tuổi đời từ 5 đến 20 năm đã cho quả. Mỗi năm, gia đình chị thu gần 100 triệu đồng từ việc bán quả mít. Cái ưu điểm của cây mít dai vàng thì là múi dày, có nhiều mật, thơm ngon hơn các loại mít khác. Giống mít này nó rất sai quả. Về thời gian, thu hoạch thì rất dài và công chăm sóc thì rất ít. Vài năm trở lại đây, khi đặc sản mít dai vàng ở Hà Giang được nhiều người biết đến, các gia đình đã cải tạo vườn tạp, lấp ao, chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả để trồng mít. Hiện nay, diện tích trồng mít của toàn xã là trên 30 hectare, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 900 tấn quả. Năm 2022, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển mít dai vàng Hà Giang được thành lập và đã nhân được 5,3 vạn cây giống cung cấp cho thị trường. Dự kiến năm 2023, Hợp tác xã tiếp tục nhân khoảng 15 vạn cây giống đáp ứng nhu cầu của người trồng trong cả tỉnh. Năm nay, Hợp tác xã còn đầu tư máy làm mít sấy dẻo, mít tươi đóng gói, vừa giúp bà con tiêu thụ mít, vừa giúp người tiêu dùng có mít dai vàng ăn quanh năm, tiện lợi khi mang ra tỉnh hoài biếu, tặng. Hiện nay là Hợp tác xã là có 4 cái loại sản phẩm. Một là những cái quả mít tươi, hai nữa là cái mít tươi đóng gói, và cái thứ ba nữa là mít sấy dẻo. Sản phẩm của Hợp tác xã thì đến đâu thì cũng là tiêu thụ hết đến đấy. Sau khi là cung cấp cái sản phẩm này ra thị trường thì cũng mong muốn là khách hàng là có phản hồi để cho Hợp tác xã là rút kinh nghiệm để mà làm sao phục vụ cho khách hàng được tốt. Mít dai vàng của Hà Giang được nổi tiếng về cái độ là ngon ngọt nên là năm nào tôi cũng mua về cho gia đình thưởng thức. Thì được biết là năm nay Hợp tác xã Hà Giang có phát triển thêm sản phẩm đó là mít sấy dẻo và mít tươi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá thành rẻ và đặc biệt là có thể là để được thời gian lâu dài. Nên là tôi cũng mua thêm về cho gia đình thưởng thức. Thì hy vọng rằng là đợt tới Hợp tác xã Hà Giang có thể chế biến ra thêm nhiều các sản phẩm mới để cho bà con cùng thưởng thức. Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển mít dai vàng Hà Giang đã xây dựng website giới thiệu sản phẩm, từng bước đưa mít dai vàng lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời, thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và những người con Hà Giang đang sinh sống, học tập trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài để giới thiệu đặc sản mít bản địa. Ủy ban Nhân dân xã đang hoàn thiện thủ tục đề nghị tỉnh công nhận mít dai vàng là sản phẩm OCOP trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình nâng cao giá trị sản xuất cây mít dai vàng, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên quan tâm và chỉ đạo thực hiện cho Hợp tác xã phát triển, làm sao mục đích là sẽ thu mua được của cái sản phẩm mít của nhân dân địa phương và tạo điều kiện cho nâng cao cái giá trị sản xuất trên một điểm đích đối với địa phương và cũng như tạo một điều kiện để cho Hợp tác xã phát triển. Trong những qua thì cũng đã rất nhiều cái đoàn ở các cái địa phương bạn cũng đã đến thăm những cái vườn mít, đặc biệt là các cái cháu học sinh khi được nghỉ hè rồi các gì thì cũng đã đến, thế rồi cũng đến thăm những cái cơ sở sản xuất, thưởng thức những cái sản phẩm mít, và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ gắn với các cái du lịch tâm linh, tới rồi du lịch hoạt động thao liên kết với trong xã và các cái địa phương lân cận của chúng ta cùng phát triển. Hoạt động đầu tiên anh chị dẫn em đi là đạp vịt xong ngồi gặp ngắm vườn mít và dẫn đi gặp chủ vườn, và chủ vườn đã giải thích quá trình mít lớn lên và chọn quả sao cho ăn được. Em thấy hoạt động này rất ý nghĩa và em nghĩ địa phương mình nên mở rộng hoạt động ra cho các bạn trẻ như em được trải nghiệm. Từ giá trị hiệu quả kinh tế, tiềm năng du lịch, nông nghiệp do cây mít mang lại, người dân nơi đây mong muốn các cấp, các ngành hỗ trợ để địa phương xây dựng thương hiệu cho mít dai vàng Hà Giang có chỗ đứng trên thị trường, trở thành đặc sản giúp người nông dân có thu nhập cao, ổn định.